một chương trình hoàn toàn mới. Rất có thể tất cả vai diễn trong đoạn clip vừa rồi đều là ổng nói. Tất cả các manh mối đều không nói lên một điều gì cả. Chưa chắc. Bí ẩn. Tò mò. Tôi nghĩ là cái khả năng nhảy múa là cao nhất. Em đang phân vân giữa diễn hài và bắt chước giọng nghệ sĩ. Đang thắc mắc là tại sao quốc vương mà không có biệt tài làm vua đó. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Biệt Tài Tuy Hôn. Chương trình tìm kiếm tài năng nhí từ 3 đến 7 tuổi. Quy tụ hơn 50 biệt tài nhí. Độc đáo, khác biệt từ khắp cả nước trên mọi lĩnh vực. Toán học 2567 cộng cho 819 là ra bao nhiêu? 3386. Thể thao. Giải trí. Lần đầu tiên có sự đối đầu giữa diva Mỹ Linh và danh hài Trấn Thành. Chúng tôi là những người đàn ông chịu trách nhiệm cho những gì mình đã quyết định, ok? Do anh ở thôi. Đây này, nhìn nhá. Cùng với họ là những nghệ sĩ khách mời sẽ suy đoán và bình luận để tìm ra tài năng thực sự của bé. Tôi không tin là nhảy múa đơn giản gì. Ca hát. Đi chỉ chọn hát mà biểu diễn đàn tranh thôi. Em chọn nhảy múa. Bỏ karaoke. Nói chơi guitar lạ là nghĩ là chơi guitar. Ngoài ra còn có sự góp mặt của các cố vấn, đạo diễn dàn dựng Tuấn Kiệt, giám đốc âm nhạc Đại Nhân, biên đạo búa Quang Đăng. Ai là người đoán đúng? Ai là người phải chịu phạt? Và ai là người sở hữu thí sinh tài năng nhất? Chiến thắng sẽ thuộc về tài năng nhí nào? Cùng tìm ra ngôi vị quán quân Biệt Tài Tí Hon mùa đầu tiên. Đón xem chương trình Biệt Tài Tí Hon được phát sóng vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2017.